Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc sống của VTC14 và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin về thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép hàng hóa lưu thông như trong điều kiện bình thường, trừ hàng cấm, hàng hạn chế kinh doanh nếu đảm bảo công tác phòng dịch. Và việc này nhằm gỡ khó lưu thông hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo bộ này, chính phủ đã quy định danh mục các mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Nhưng trên thực tế triển khai, mỗi địa phương lại có cách hiểu và áp dụng khác nhau. Vì thế đã xảy ra tình trạng một số hàng hóa là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của đời sống người dân nhưng lại không được lưu thông tại một số địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác. Để xử lý vấn đề cũng như thống nhất về cách hiểu và áp dụng giữa các địa phương, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lưu thông tất cả các hàng hóa như trong điều kiện bình thường nếu đảm bảo về công tác phòng chống dịch COVID-19, trừ những hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh thành rà soát tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh làm rõ danh mục hàng hóa được phép lưu thông, tránh việc hàng hóa bị quay đầu do chưa thống nhất giữa các địa phương. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức mô hình xe buýt siêu thị không đồng nhằm hỗ trợ công nhân lao động ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn. Theo đó, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội bố trí một số xe buýt và lái xe thuộc xí nghiệp xe buýt Hà Nội tham gia vận chuyển các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu đến từng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để cùng các đơn vị của Liên đoàn Lao động thành phố triển khai theo kế hoạch. Đối tượng hỗ trợ là người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân và ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Thời gian tổ chức thí điểm mô hình dự kiến đến ngày 5 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Xây dựng thì đến nay tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị so với diện tích đất xây dựng tại các đô thị trên cả nước đạt khoảng 53%. Trong đó tại hai đô thị đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 19 đô thị loại 1 đạt khoảng 80-90%. Tại các loại đô thị loại 2, 3, 4 đạt khoảng 40-50%. Cùng đó, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng. Số lượng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc được ban hành là 181 quy chế, số lượng thiết kế đô thị là 40 đồ án, tỷ lệ lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới đạt 99,8%. Tính đến hết tháng 6 năm 2021, hệ thống đô thị toàn quốc có 867 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 32 đô thị loại 2, 48 đô thị loại 3, 89 đô thị loại 4 và 674 đô thị loại 5. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt khoảng 40,4%. So với thời điểm hết năm 2020, số lượng đô thị toàn quốc hiện tại tăng 5 đô thị loại 5, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc tăng khoảng 0,4%. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế gặp khó khăn. Như những tháng đầu năm 2021 thì hàng chục ngân hàng vẫn đua nhau báo lãi khủng. Có những ngân hàng đến thời điểm này thì đã báo lãi 70%, thậm chí là 80% kế hoạch năm, tương đương với hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, tình cảnh của khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lại gặp nhiều khó khăn, với con số là 70.200 doanh nghiệp ngấp nghé vực sâu, hơn gần 2 triệu người thất nghiệp, mất việc, an sinh xã hội bị ảnh hưởng. Vấn đề đặt ra là mặc dù ngân hàng đã có động thái giảm lãi vay, nhưng liệu có thiết thực với những khó khăn của doanh nghiệp? Mời quý vị cùng đến với phản ánh của nhóm phóng viên VTC14. Là một doanh nghiệp đã có 13 năm hoạt động và chưa từng bị nợ xấu. Tuy nhiên, thời điểm này, công ty cổ phần xây dựng Trung Hậu lại đang đối mặt với những khó khăn về tài chính do các khoản vay mà chủ yếu là vay ngắn hạn. Trong khi đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ngừng trệ. Gần như là các ngân hàng mà tài trợ cho công ty xây dựng là tài trợ ngắn hạn hết, tài trợ theo dự án, gần như không có tài trợ dài hạn. Như vậy thì đó là một cái gây ra một cái rủi ro. Nếu những công ty mà không có cái nền tảng tài chính mà tương đối thì sẽ rất khó khăn cho cái việc mà đáo hạn trong thời gian sắp tới. Mà xưa nay ngân hàng chưa hề đưa doanh nghiệp xây dựng vào là bị ảnh hưởng bởi dịch. Không may mắn như công ty Trung Hậu, một số doanh nghiệp còn không thể tiếp cận các chương trình ưu đãi. Thực ra là chỉ nghe trên TV và báo đài nói, chỉ nói rất chung chung.
nhưng không có bất cứ một cái công văn văn bản nào mà hướng dẫn cụ thể, thì ngân hàng trả lời là hiện giờ chưa nghe thấy gì trụ sở chính hay là ngân hàng nhà nước gì hết. Mà trong khi đó là trước giờ chúng ta nghe thấy là ví dụ như các doanh nghiệp mà thuê mặt bằng rồi thì các chủ của các mặt bằng đó là hầu như là giảm từ 30 đến 50% cho các doanh nghiệp. Nhưng mà ngân hàng thì không có hề một động thái nào, vẫn đủ đến ngày đến tháng đó vẫn thu đủ. Trái ngược với những khó khăn của các doanh nghiệp, thời gian gần đây nhiều ngân hàng lại công bố các con số lãi khủng. Trong bức tranh tương phản đó, các doanh nghiệp rất cần sự chia sẻ từ phía ngân hàng trong vấn đề hạ lãi suất hay giãn hoãn các khoản nợ cũ. Là đối với cả cái nhóm ngân hàng họ đã sử dụng headroom ấy, thì họ không có cái nhu cầu là phải gọi là gợi ý cho doanh nghiệp đi vay, tức là cái thế chủ động là ở phía họ. Thế còn đối với những doanh nghiệp mà chưa headroom ấy, thì đấy may ra mới có thể là gọi là thế chủ động một phần là cho phía khách hàng. Nhưng mà bây giờ quay lại đối với các doanh nghiệp thì phải làm rõ là không vay được là vì sao. Là thứ nhất là hầu hết là liên quan tới các cái điều để đi vay, ví dụ như là bị cản trở về mặt lãi suất, như nhiều doanh nghiệp kêu hiện nay là phải giảm lãi suất cho vay xuống chẳng hạn. Thì trong cái lúc mà thanh khoản đang thiếu thốn như thế này thì cái nhu cầu vay của các doanh nghiệp là rất lớn, càng ngày càng lớn. Thế nhưng mà lại có một cái sự nghịch lý là trong lúc mà các doanh nghiệp cần vốn vay của ngân hàng thì ngân hàng lại siết lại tín dụng. Tại vì cái vấn đề mà các ngân hàng sợ nhất là cái vấn đề nợ xấu. Ngân hàng kinh doanh với nguyên tắc lợi nhuận và an toàn vốn. Thành ra nếu mà tình hình của các doanh nghiệp, khách hàng của họ mà khó khăn thì dĩ nhiên họ phải siết lại vấn đề tín dụng. Giữa bối cảnh dịch bệnh, Việt Nam đặt quyết tâm cao cho việc thực hiện mục tiêu kép, phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Và để làm được điều đó thì việc thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp được tiếp cận vốn vay ưu đãi là việc làm rất cần thiết lúc này. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề. Thế nhưng nhờ ký kết được các đơn hàng xuất khẩu lớn nên từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh luôn duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo đời sống cho công nhân. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Hà Tĩnh. Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh, hơn 300 công nhân đang tất bật với công việc phân loại thủy sản để kịp các đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Năm nay, sản lượng thủy sản công ty đạt khoảng 600 tấn, 80% được xuất khẩu sang Nhật Bản. Ước tính doanh số đạt 120 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020. Mà tình hình sản xuất mà ổn định mà không ảnh hưởng do Covid thì về phần kế hoạch của công ty thì chuẩn bị đầy đủ và cũng phương án là có thể năm đến cuối năm nay thì doanh thu cũng phải tăng hơn năm ngoái một khoảng 10% như đấy. Đấy, thế còn tất cả mọi hồ sơ về hợp đồng thì hai bên cũng tương đối làm là rất là có bài bản, cho nên là theo tôi nghĩ là vẫn riêng cuối năm thì tất cả mọi việc là cũng nó ảnh hưởng đến lớn đến trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chỉ hoạt động 6 tháng trong lĩnh vực sản xuất bao bì xuất khẩu, nhưng doanh thu của doanh nghiệp này trong năm 2020 đã đạt 150 tỷ đồng. Năm 2021, với hàng chục đơn hàng xuất khẩu được ký kết đầu năm, công ty luôn duy trì ổn định sản xuất, dự kiến doanh thu sẽ đạt khoảng 300 tỷ đồng. Hiện công ty tiếp tục đầu tư thêm 65 tỷ đồng để mở rộng thêm quy mô sản xuất. Công ty cũng nắm bắt những cái thuận lợi và khó khăn, ngay từ đầu năm công ty đã tìm kiếm các cái đơn hàng có tính dài hạn, đặc biệt là các cái đơn hàng xuất khẩu. Do đó là trong năm nay công ty đã ký những cái hợp đồng có giá trị lớn và dài như các cái đơn hàng của Philippines, các đơn hàng của Đài Loan và các cái đơn hàng của Hàn Quốc. Tổng cái giá trị ba cái đơn hàng lớn này thì cũng là chiếm đến 75% doanh số của công ty. Về các cái đơn hàng này thì đều đảm bảo về xuất khẩu và ổn định hàng tháng. Do là trong cái đại dịch vừa qua thì công ty vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh những tháng đầu năm 2021 có nhiều khởi sắc, trở thành điểm sáng của ngành công thương và nền kinh tế nói chung.
Trong 6 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 910,28 triệu đô la Mỹ, tăng 106,63% so với cùng kỳ năm 2020. Với con số này, dù mới đi được nửa chặng đường thời gian, kim ngạch xuất khẩu đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch năm 2021 đề ra. Chúng tôi tiếp tục thực hiện cái việc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong cái quá trình hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu. Ví dụ thứ ba nữa là chúng tôi tăng cường cái việc tuyên truyền, hỗ trợ về mặt pháp luật cũng như tiếp tục thông qua các cái phương tiện khác. Ngoài những cái trước đây thì cái tỷ lệ mà tư vấn cho doanh nghiệp tại trụ sở doanh nghiệp thì cao, nhưng mà trong thời gian dịch bệnh thì chúng tôi có thể hỗ trợ họ qua điện thoại, qua email, qua những cái phương tiện mà hạn chế sự tiếp xúc. Nền kinh tế thế giới đang vào giai đoạn phục hồi khi nhiều quốc gia đã bước đầu khống chế được dịch COVID-19. Đây là yếu tố quan trọng tạo động lực cho các doanh nghiệp và kỳ vọng hoạt động xuất khẩu hàng hóa sẽ duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì tại nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng ở mỏ khai thác và gây tử vong nhiều người. Tình trạng này đang là hồi chuông cảnh báo đối với hoạt động quản lý, giám sát khai thác đá từ phía cơ quan quản lý đối với các doanh nghiệp được cấp phép mỏ khai thác. Nếu không thì những câu chuyện đau lòng sẽ vẫn còn tiếp diễn. Ghi nhận của VTC14 tại tỉnh Hà Nam. Đây là khu vực mỏ đá gây chết 2 người và khiến 3 công nhân bị thương của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Havico, có địa chỉ tại thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 18 tháng 7. Vụ tai nạn xảy ra được doanh nghiệp này tiết lộ là do trời đánh. Tức là khi công nhân đang làm mìn để nổ đá thì trời có mưa và xảy ra hiện tượng sét đánh trúng dây điện gây chập và làm mìn nổ. Tuy nhiên, lạ lùng là đại diện của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Havico lại không lên tiếng xác nhận vụ việc qua trả lời phỏng vấn. Điều này khiến dư luận phải đặt ra những dấu hỏi nghi ngờ. Ông thợ mìn đấy, ông chả ngu gì mà ông tự kích nổ là ông chết đúng không ạ? Đúng anh, đúng không? Đấy là theo nguyên lý, ông chả tự kích nổ thì ông chết rồi. Mà cái này là ông đang làm mìn thì có sét nó đánh vào bãi mìn thì là nó gây đi đổi diện, nó gây kích nổ. Một dấu hỏi nữa cũng được đặt ra, đó là trời mưa thì có được nổ mìn khai thác đá hay không? Sự cố này phải chăng còn những uẩn khúc? Thế cái mức hỗ trợ cho người mất là bao nhiêu? 350 triệu. Thế còn người bị thương thì sao? Người bị thương bây giờ trước mắt thì cũng phải lo đầy đủ cho người ra chương trình cho bằng mọi giá chương trình cho người ta đầy đủ cả. Còn sau đó thì các thủ tục khác thì sẽ tiếp tục theo. Trong quá trình tìm hiểu của VTC14, từ phía người dân thì được tiết lộ tình trạng khai thác đá gây chết người ở xã Thanh Thủy không phải hiếm. Tuy nhiên, do sợ mỏ đá bị đóng cửa nên gần như sau mỗi vụ tai nạn chết người, việc này được làm luật ngầm giữa gia đình nạn nhân và doanh nghiệp để bịt kín sự việc. Và nếu như câu chuyện này có thật thì rõ ràng là rất đáng báo động. Cách đây 4-5 năm là tôi được đi kiểm tra của cái đoàn tỉnh Hà Nam ấy, là hầu như là các vị, cái ông Sơn ấy, ông Hà Sơn là trưởng phòng khoáng sản Hà Nam, ông nói này, nếu các anh để ra chết người bây giờ mà người dân nhớ tố cáo hoặc các anh đóng cửa mỏ ngay, thế cho là từ cái chỗ đó mà đã xảy ra cái gì hầu như là họ bưng bịt kín hết, chứ người ta lấy tiền người ta đền bù chứ, rồi gia chủ người ta mất người thôi cũng đền và 400-500 triệu là xong. Chết người đấy thì nói chung là nó không phải thường xuyên mà nó nhi hữu mới có thôi, tại vì cái này cũng chính quyền địa phương thì cũng thường xuyên là cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền với các doanh nghiệp ấy, để thực hiện nghiêm cái cam kết, thứ nhất là bảo vệ môi trường, thứ hai là phải thực hiện nghiêm túc những cái chỉ đạo của cấp trên về việc nổ mìn ấy, để đảm bảo đúng quy định, vì nhân dân ở địa phương thì cũng ý kiến rất nhiều. Sau nhiều ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm tại mỏ đá của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Havico tỉnh Hà Nam, đối với các gia đình người gặp nạn vẫn là một sự ám ảnh. Bởi với họ, tiền bạc không thể mua được tính mạng của con người. Tâm trạng của anh bây giờ cũng ổn định nhưng mà anh cũng không muốn nói, anh mệt mỏi, lúc thì anh
nói nhiều thì anh hơi co giật, thế anh không nói không kể gì ạ. Tai nạn mỏ đá đặc biệt nghiêm trọng gây chết người tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Havico sẽ được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam làm rõ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra nếu như sự chủ quan lơ là trong việc khai thác đá của các doanh nghiệp còn tiếp diễn, thì trách nhiệm có lẽ cũng đã đến lúc không thể đền một vài 300 triệu như người dân phản ánh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trước tác động mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19, người lao động là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề. Bức tranh về những người lao động đang sống giữa tâm dịch lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi phản ánh trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai. Mời quý vị đón xem.